Yeah. Và từ nãy giờ nói thì quên một bên rất xin lỗi quý vị khán giả các bạn, và chúng ta hãy cùng trở lại với trận thi đấu này. Vâng, trận thi đấu thứ hai, yes. Nội dung 2v2 xem tự do giữa BB Hưng Nhổn đối đầu với Hồng Anh và He He. Tỷ số đang là 1-0 dành cho cặp đôi đến từ Playline.win. Và đây là màn hình máy của BB Hưng Nhổn. Còn đây là màn hình máy của... Vâng, đây là màn hình máy của BB Hưng Nhổn. Đã thấy đôi voi rồi. Sẽ đánh bài tàu dành cho BB Hưng Nhổn. 3 voi rồi. Ba voi rồi. Quả phụ cũng đã thấy và đang có một dân đi dò. Bầy hiêu đầu dành cho game thủ BB. Đồ đã đủ luôn dành cho BB trong những bước dò đầu tiên. Đang lùa bầy hiêu đầu về. Tiếp tục câu con voi về đóng BS đây. Và bây giờ sẽ đóng S trước. Chiếc BS đầu tiên đã được thiết kế dành cho game thủ BB và đang lùa thêm 7 yêu đầu về với nhà chính cho mình, tăng thêm dân ăn gỗ. Đang chuẩn bị câu voi. Vâng, đây rồi, đây sẽ là dân câu voi, 3 dân ăn gỗ rồi là ok rồi. Một sân đóng e. Xả thịt con voi thứ hai đến từ game thủ BB, quay đầu nhưng không vấn đề gì cả. Lùa tiếp yêu về. Bảy yêu đầu 6 con dành cho game thủ BB. Trận trước thì Hưng Nhổn là một bài xấu và không lên được đời nhận đồ bơm của game thủ BB, nhưng BB đã không thể cưỡng lại sự công phá đến từ game thủ He He. Bài He He chém rất rát, BB đã bị lọt nhà. Đó cũng dẫn đến kết cục trận thua đầu tiên dành cho cặp đôi đến từ BB Club. Đây là trận thi đấu thứ hai, cơ hội để BB và Hưng Nhổn có thể làm lại trong trận thi đấu này. Và bây giờ sẽ bắt đầu ăn quả. Và một cây quả không ăn được. Một cây quả trong rừng mà không ăn được. Một dân đã được tách đi, đi dò. Lùa nốt con hiệu cuối cùng trong 7 hiệu đầu về với nhà chính nhà mình hay không. Còn một vòi nữa, thêm 7 hiệu nữa dành cho game thủ BB rồi. Thêm một bầy, xin lỗi, thêm một bầy hiệu nữa để thủ BB. Đó đang đi dò thế nhà mình đến từ thủ BB. Khả năng BB vẫn sẽ đánh cung. Còn Hưng Nhổn vẫn sẽ là người đánh chém. Đây rồi. Còn hiệu cuối cùng đã nằm tại nhà chính của thủ BB. Và vẫn còn một vòi nữa. BB sẽ đưa nút con vòi này về nhà chính nhà mình. Tăng thêm dân ăn gỗ. Đoàn đèo BB. Bài của game thủ BB như thế này là tạm thời chấp nhận được và chơi được. Đây, chuyển sang máy của game thủ Gunny. Xin lỗi game thủ Hưng Nhổn và quả đôi. Vẫn phải thiết kế 2 chiếc BG. Và yêu quả đầy đủ và chơi được. Hưng Nhổn đã đóng thêm những chiếc nhà BS. Không biết anh có đánh chém hay không. Đấy, cùng chờ đợi xem. 25 dân dành cho game thủ Hưng Nhổn trong trận thiếu này. BB dành cho game thủ Hưng Nhổn. Dành cho game thủ Hưng Nhổn. Hưng Nhổn sẽ đánh cung hay đánh chém? Khả năng Hưng Nhổn đánh cung rồi. Đã sẽ sang mèo với game thủ BB. Và đây là BB. Đã kích đời. Xin lỗi, bây giờ mới kích đời. Vâng, BB đánh chém trận này. Rất gần vào nhà game thủ. Vâng, không biết là He He Hồng Anh đây. Nhìn thấy giống Hồng Anh hơn. Hình như là nhà Hồng Anh. Tôi nhìn thấy giống màu 1.
đã bảo là nhà Hồng Anh rồi mà. Đó, nhà của Hồng Anh. BB dâng lờ đúng vào nhà Hồng Anh. Vâng, Hồng Anh vừa mới đóng BA, vừa mới đóng A xong rồi. Giò đã vào nhà của Hồng Anh rồi. Vẫn còn dần đây. Vâng, có ôm bom luôn hay không? Vâng, có ôm bom luôn hay không? Hãy cùng chờ đợi. Đang chờ lên nốt giáp. Chờ lên nốt giáp. Vâng, đây là con giò của game thủ He He. Bãi vàng đã bò kín dành cho game thủ BB. Vâng. Vâng, sao lại không không ăn quả. Vâng, dị thế giờ chắc không giò thấy. Vâng, chắc không giò thấy bãi quả và đôi voi ở ngay cạnh nhà đến từ game thủ Hồng Anh. Vâng, BB lên xong rồi. Dường như là Hồng Anh không dò ra bãi quả đó. Dò lỗi, dò lỗi. Vâng, như vậy là bắt đầu kill vào những con nông dân đầu tiên của game thủ Hồng Anh đến từ game thủ BB. Hồng Anh đánh cung và He He cũng đang chém bên này. Như vậy là Hưng Nhổn sẽ rất khỏe trong trận thiếu này. Hưng Nhổn sẽ rất khỏe bởi vì He He đang chém bên nhà BB và không chém được gì rồi. Hưng Nhổn sẽ có thời gian để cơ cấu nhà. Và đây là những khoảnh ruộng đến từ game thủ Hồng Anh. Những khoảnh ruộng của game thủ Hồng Anh. Vâng, Hồng Anh đang bò nhỏ là ở khu vực này thôi. Kene được em ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi. Vâng, chạy đi đâu. Vâng, vào được rồi. Vào được rồi, vâng, Kene, vâng, như Hồng Anh đã bởi He rất tốt rồi. Vâng, đang bị chém dân bởi He He. Vâng, ăn được một vài con nông dân của game thủ Hồng Anh. Bây giờ sẽ ra và chém ruộng. Chiếc BL thứ hai dành cho game thủ BB. Vâng, tham lai đang là 22/56. Lạc đà vẫn đang vắt đều 2L, rất đều. Vâng, Hồng Anh đang phải đứng để sửa ruộng tại khu vực này. Vâng, tình thế đang khá giống với game thủ BB trong trận thi đấu đầu tiên. Chúng ta hãy sang máy máy của game thủ Hưng Nhổn xem anh đã có cung lời chưa. Vâng, đang đứng thủ nhà trước game thủ He He. Vâng, đang chảy cối chém ở đây nhưng đã có cung lời rồi. Vâng, chạy sang bắn bao nhỏ luôn. Sang bắn bao nhỏ luôn. Vâng, đem ruộng ra sửa thoải mái. Vâng, đem ruộng ra sửa thoải mái luôn. Vâng, rất đông lạc đà đến từ game thủ He He. Nhưng mà bây giờ dân của Hưng Nhổn đây rất nhiều và sửa thoải mái luôn. Vẩy He đến từ game thủ He He. Vâng, vẩy He rất hay. Vâng, vẩy He rất khó chịu. Vâng. Vâng, như vậy là He He đã lọt vào nhà của game thủ Hưng Nhổn. Vâng, đang tách lạc đà. Cung lờ của game thủ Hưng Nhổn đây là có. Vâng, Hưng Nhổn đang chạy. Bị lọt ruộng chính. Chém rất nhiều những con cung lờ. Vâng, He He chém quá kinh. Vâng, các bạn thấy He He chém quá rát. Chém quá rát đến từ game thủ He He. Và Hưng Nhổn đã phải bay nhà và chuyển sang thoải mái của game thủ BB. Vâng, đây là BB tham lai à, 26/52. Đây rồi. Tham lai là 28/52. Không biết là Hồng Anh đã bay nhà hay chưa. Rồi, khả năng Hồng Anh bay nhà. Hồng Anh cũng bay nhà. Vâng, nhưng mà game thủ Hồng Anh đang tụ được rất nhiều những con cung lờ rồi. Hồng Anh đang tụ được rất nhiều cung lờ, trong đó Hưng Nhổn không còn quân nữa. Hưng Nhổn không còn tham và tham lai đã đè dành cho cặp đôi đến từ playline.win. Vâng, đơ trở lại được rồi. Vâng, He He chém quá rát. Hưng Nhổn không có cửa đỡ. Bây giờ thì BB không biết phải làm gì với game thủ Hồng Anh nữa. Không phải E trong. Hưng Nhổn dường như đang bị chăn. Rất đông cung lờ game thủ Hồng Anh đứng thủ tại nhà. Và như vậy là BB đã quyết định resize và tỷ số là 2-0 cho cặp đôi đến từ playline.win. 2-0 cho cặp đôi đến từ playline.win. Một bài mà He He chém quá kinh khủng.
chém quá dắt đến từ game thủ E, và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thiếu tiếp theo. Trận thiếu thứ 3. Ở nội dung 2v2 xe hàng tự do. Chúng ta hãy cùng chờ đợi.